Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản Tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Oman gửi cảnh báo đanh thép đến đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Đội tuyển Oman giành chiến thắng đậm 7-2 trước Nepal trong trận giao hữu diễn ra tại Qatar tối muộn ngày 26 tháng 9. Trận giao hữu với Nepal nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Oman cho hai lượt trận tiếp theo gặp Australia mùng 7 tháng 10 và Việt Nam ngày 12 tháng 10 tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đối thủ xếp hạng 168 thế giới, đội tuyển Oman sớm thể hiện sức mạnh vượt trội. Họ có hai bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của hậu vệ Fahmy Darbin và tiền vệ Mohsin Zuha trong 30 phút đầu tiên của hiệp 1. Những nỗ lực của Nepal giúp đội bóng này có gỡ được một bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với bàn thắng của Tamang ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Branko Ivankovic tung vào sân một đội hình khác, tạo điều kiện để tất cả các cầu thủ được triệu tập có cơ hội vào sân. Đội tuyển Oman vẫn giữ thế trận áp đảo hoàn toàn và ghi thêm 5 bàn thắng. Các pha lập công lần lượt thuộc về Issam Ansabi phút thứ 46, Mohsin Ali Al-Ghassani phút thứ 49, Abdul Al-Mubali 60 pen phút thứ 65, Jamel Al-Zamadi phút thứ 76. Trong khi đó, Nepal có thêm một bàn danh dự và chấp nhận thất bại đậm 27. Với kết quả này, đội tuyển Oman đang cho thấy sự chuẩn bị tốt cho hai trận đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022 vào tháng 10 tới. Tôi hài lòng với các cầu thủ bởi vì họ đang cố gắng cống hiến hết mình. Họ nỗ lực trên sân và cố gắng học hỏi, huấn luyện viên Branko Ivankovic chia sẻ. Sau trận đấu với Nepal, DT Oman sẽ có thêm trận giao hữu nữa gặp chủ nhà Qatar trước khi chính thức bước vào các cuộc so tài tại vòng loại thứ 3 World Cup. Oman, hạng 80 thế giới, được đánh giá là đối thủ vừa tầm với đội tuyển Việt Nam nhất ở bảng B. Họ giành vé vào vòng loại thứ 3 với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt. Trong lịch sử, Oman chưa dự World Cup lần nào, nhưng nhiều lần góp mặt ở vòng loại cuối. Trong quá khứ, Oman có 2 lần chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại ASEAN Cup diễn ra vào năm 2003. Họ giành chiến thắng với tỷ số 6-0 và 2-0 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. U23 Việt Nam từng đối đầu với Oman một lần ở giải giao hữu quốc tế. Khi đó, Đoàn Văn Hậu có siêu phẩm Chivela cú về má ngoài để giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0.